Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang đến với kênh Chính Phát. Ngày hôm nay 10 tháng 1 năm 2019 và sau đây là bản tin tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau những ngày tháng mà nó tăng được mấy phiên ha, thì bây giờ bắt đầu có những cái sự rung lắc. Thì nó cũng đang trông chờ cho cái tình hình vĩ mô của thế giới có những cái ổn định để cho cái thị trường nó tiếp tục có những cái tiến triển. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy là có những cái thông báo về cái vấn đề Mỹ Trung kết thúc đàm phán lạc quan nhưng phải chờ tuyên bố. Thì một số tin tức cho thấy là những cái sự cải thiện nó cũng chưa có những cái sự rõ ràng lắm, tại vì những cái yếu tố mà của bên phía Mỹ á, bên phía Trung Quốc chứ, họ cũng rất là cứng rắn chứ cũng không có chịu là lép vế trước Mỹ ha. Tất nhiên người ta cũng là những chuyên gia, người ta có thể nhìn thấy được là thiệt hơn ở những vấn đề nó nằm như thế nào. Thực ra mình nghĩ là những cái gì mà nói về chiến tranh thì nó sẽ mang tính chất là thiệt hại đôi bên hết chứ không có bên nào cả ha. Như vậy thì với những cái tin tức như của cà phê ép đưa ra thì chúng ta thấy là đàm phán thương mại Mỹ Trung những cái tiến bộ mang tính chất là khiêm tốn. Như vậy thì khả năng tối nay thị trường Mỹ nó cũng không có được xanh mạnh mẽ đâu ha. Khả năng là như vậy. Thì Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ lỗ hơn 15 tỷ USD về biến động thị trường. Sắp ly hôn, ông chủ Amazon có thể mất một nửa tài sản. Ly hôn thì chia thôi chứ. Thực ra bây giờ ông đang đứng tên thì ông giàu nhất thế giới thì thôi. Còn bây giờ ly hôn thì chia làm đôi thì ổng cái này không gọi là mất mà cái này là đúng thôi, của chồng công vợ từ những năm 1994 khi mà ổng đầu tư kinh doanh mở cửa hàng sách này kia một thứ, thì bà này cũng phải chăm con này kia một thứ, cũng hỗ trợ chồng cái đó, cái chuyện phía trong nói như thế này thì cũng không hợp lý lắm. Tiếp tục thì chúng ta thấy là thị trường Mỹ, đất nước Mỹ thì tiếp tục vẫn đang phải đóng cửa một phần quốc hội, đóng cửa một phần Nhà Trắng, nhờ những cái hoạt động, một số hoạt động là nó bị đình trệ lại ha. Và chúng ta đi vô tình hình đồ thị thế giới xem như thế nào. Ngày hôm qua thì tiếp tục Dow Jones có một mức tăng nhẹ thôi, 0,39%, tương đương với là 91 điểm ha. Hiện tại một số thị trường đang mở cửa, chúng ta đang thấy là có những cái sắc đỏ ha, sắc đỏ mang đến chất tương đối đồng đều. Như vậy thì mình nghĩ là tối nay thị trường Dow Jones cũng có khả năng có một cái phiên đỏ, là khả năng có thể xảy ra ha. Tiếp tới thì ngày hôm nay Nhật Bản đã đóng cửa giảm 1,36%, Hang Seng ngày hôm nay tăng nhẹ. Hàn Quốc thì ngày hôm nay coi như là tham chiếu, không có sự thay đổi gì hết, đỏ nhẹ thôi ha. Vậy thì thị trường sau những ngày tăng điểm thì mình nghĩ là nó sẽ có một vài phiên gì đó mang tính chất giảm điểm, và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ bắt đầu những cái kỳ vọng nó không đạt tới thì nó sẽ có những cái giảm ngược lại, và những cái giảm ngược lại này nó cũng sẽ mang tính chất là tương đối thôi, tại vì mọi thứ nó vẫn chưa ngả ngũ. Những cái tuyên bố chung, những tuyên bố chính thức thì vẫn chưa đưa ra, và cái hạn thì chúng ta vẫn còn tới tháng 3 thì bắt đầu là hai bên mới ngồi lại nói chuyện với nhau về cái những cái thỏa thuận đó. Và mình nghĩ là đối với những cái tác động mà mang đến chất đồng lòng như là của Trung Quốc thì chúng ta thấy là Mỹ hơi bị mệt ha. Bây giờ là Trung Quốc là bỏ hàng trên toàn thế giới chứ cũng không phải mình Mỹ không. Và những cái vấn đề mà khoa học công nghệ của Trung Quốc thì cũng không có thua Mỹ nhiều lắm ha, không thua Mỹ nhiều lắm như ngày xưa. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là người châu Á, người Trung Quốc, Việt Nam chúng ta thì có những cái sự tính toán rất là xa ha, tính toán rất là xa và rất là lươn lẹo. Bởi vậy là chúng ta thấy là nó không có thẳng thắn khẳng khái như là tư bản. Nên cứ quan sát tiếp tới thì xem chiến đấu như thế nào. Rồi chúng ta đi vô trong phần đồ thị ha.
Rồi, chuẩn bị là sẽ có hơi ồn chút xíu nha, chúng ta thông cảm nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với lại Dow Jones ha. Trường hợp của Dow Jones chúng ta thấy vẫn còn một một khúc nữa ha. Dow Jones thì vẫn còn một cái khoảng tăng nữa, nhưng mà cũng như theo mình nói ngày hôm qua, nó cũng đi đúng chính xác tới khúc đó, lên đúng ngay chỗ cái khu vực này thì nó sẽ đã có những sự chững lại. Và tiếp tới thì chúng ta thấy là nó cần sẽ những có những sự điều chỉnh, và khu vực điều chỉnh nó có khả năng về tới luôn khu vực 23.344 là hoàn toàn có thể xảy ra nha. Sao mà tiếp tới phiên tối hôm nay là mình thấy đã có những cái dấu hiệu là phải chỉnh rồi đó. Tiếp theo là tới Hang Seng. Hang Seng thì được cái là vẫn cứ bình như vậy ha, bình như vậy. À, chưa có những cái ngã ngũ gì cụ thể. Tuy nhiên chúng ta vẫn thấy là đang nằm trên một cái kênh cho phép chúng ta vẫn còn nắm giữ đối với Hang Seng. Như vậy thì mình đang thấy là chúng ta sẽ chưa có đi đâu được xa đối với Hang Seng, mà sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa nha. Hang Seng vẫn sẽ sideways thôi, vẫn đang trong chế độ sideways và mang đến chất là tiêu cực, chứ không có tăng được. Ít nhất chúng ta cũng thấy trong vòng khoảng 3-4 tháng là không thấy cái khả năng tăng của Hang Seng nó có được liền trong vòng 3-4 tháng nha. Nó sẽ nằm quanh cái chỗ khu vực 27.486 này, và lên tới khu vực 27.484. Ở đây là đang từ cái khu vực 25.978 ha, là khu vực mà trung lập, là nó sẽ nằm ở cái chỗ này tích lũy một khoảng thời gian, nếu mà xấu thì rớt luôn xuống dưới đây nha. Chúng ta thấy là chúng ta có một cái trend thì trong trường hợp nó sideways xong rồi nó đạp một phát về luôn khu vực 22.080 thì hoàn toàn có thể xảy ra đối với cái trend này của Hang Seng nha. Vậy thì các bước tiếp tới thì chẳng qua là chúng ta vẫn còn đang trong vấn đề nắm giữ được, do nó nằm trên cái hỗ trợ 27.000 nè, hỗ trợ 25.790 nè. Còn nếu mà nó mất cái hỗ trợ này, nó về xuống luôn tới cái đường đen dưới đây ha. Đó là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Tiếp theo chúng ta đến với giá dầu. Có giá dầu lên được tới nhiêu rồi? Giá dầu là 59.63, đang có những cái mức tăng tương đối rất tốt ha. Giá dầu tương đối rất tốt ha. Vậy thì giá dầu nó sẽ hỗ trợ cho vấn đề mà giá dầu trong nước của chúng ta, cũng như là những cổ phiếu họ dầu khí thì có những cái sự tăng điểm tương đối tốt. Tuy nhiên thì khu vực mà 59 hả? 51.63 chứ, sao có 59 đây? Mình có nhầm chỗ gì không? À có nhầm lẫn chút xíu ha. À, hiện tại bây giờ đang là 51.63 thôi. Vậy thì nó vẫn hôm nay nó đụng vô cái kháng cự ngay chỗ cái đường xanh của bên mình ha. Đường xanh xuống nó đụng vô kháng cự. Và hiện tại bây giờ sẽ mất trong vòng vài cây để biết được là nó sẽ đi đứng như thế nào đối với trường hợp của giá dầu. À, mất vài cây nha. Rồi tiếp theo là giá vàng. À, giá vàng tiếp tục có những cái tiến triển ha. Lại áp sát lại khu vực 1.296 tiếp ha. Và đang nằm ngay chỗ cái điểm đó luôn. À, thì sắp tới thì cũng chưa có gì đâu, mà hiện tại mình đang thấy là nó còn tốn thời gian ha. Thì ít nhất mình nghĩ chắc cũng tới tháng 3 cỡ đó, một hai tháng nữa thì nó mới có những cái bùng phá gì nó mạnh mẽ, chứ hiện tại bây giờ mình chưa đánh giá cao đâu, chờ nha. Hoàn toàn ví dụ trong trường hợp giá dầu mà giá vàng mà lên xong rồi tích lũy lại cái khu vực này ha, khu vực 1.266 là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên cái lúc này của chúng ta là nó rớt vô cái trạng thái nắm giữ, chứ không còn là cái trạng thái mà ở dưới đáy đi lên nữa. Và chúng ta thấy là giá hiện tại chính thức ngày hôm nay đã thoát được cái kênh giảm, tuy nhiên chưa đóng cửa ha,
cho đúng cửa cây tuần, chúng ta chờ nằm trên đây, tức là thoát khỏi mây. Và đối với bên trường hợp của Hiệp ấy, bên bên Ichimoku là cho phép chúng ta nhận định là nó đã thoát kênh giảm. Tuy nhiên nó vừa mới chớm và có khả năng nó vừa mới thoát ra thì nó sẽ cần những khoảng thời gian tích lũy để cho nó có thể đi cho nó đúng hướng hơn. Đi nhanh và mạnh thì chúng ta phải cần thời gian, đại loại là như vậy. Và chúng ta đi vô trong tình hình của Việt Nam thôi, coi thử ngày hôm nay chiến đấu là sao. Ngày hôm nay VN Index của chúng ta vẫn là trạng thái màu xanh, tăng 0,15 điểm, tăng 0,15%, tương đương với lại 1.34 điểm, lên 898.3 điểm. Tổng giá trị giao dịch ngày hôm nay là 2.600 tỷ, trong đó có 770 tỷ là thỏa thuận. Tổng khối lượng giao dịch là 130 triệu cổ phiếu, có 128 mã tăng, 164 mã giảm và 55 mã tham chiếu. HNX Index ngày hôm nay giảm 0,35%, tương đương với lại 0,36 điểm, xuống còn 101.78 điểm. Tổng giá trị giao dịch ngày hôm nay là 293 tỷ, trong đó có 25 tỷ là thỏa thuận. Tổng khối lượng giao dịch là 22 triệu cổ phiếu, có 72 mã tăng, 73 mã giảm và 231 mã tham chiếu. Upcom Index ngày hôm nay tăng 0,04%, tương đương là 0,02 điểm, lên 53.03 điểm. Tổng giá trị giao dịch là 274 tỷ, trong đó có 127 tỷ là thỏa thuận. Tổng khối lượng giao dịch là 11 triệu cổ phiếu, có 75 mã tăng, 80 mã giảm và 650 mã tham chiếu. Về cái đội hình mà mua tăng giảm ngày hôm nay, chúng ta thấy là đội tăng là lép vế. Thì sau mấy ngày tăng bây giờ chốt lời thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng giống như vậy. Và người ta sẽ sợ những cái vấn đề mà giảm lại như những ngày xưa ha. Và cảm giác của người ta là rất lo lắng trong trường hợp mà thị trường nó áp đảo và người ta dễ sẽ có xu hướng bán lời nhẹ và có những cái động thái là cắt hồi vốn, nó sẽ xảy ra. Các bạn biết là những cái khoảng thời gian và những giây phút như thế này thì nó là cái thước đo cho cái vấn đề, chúng ta sẽ xem xét cái vấn đề là liệu là cái vấn đề áp lực, sự rung lắc như thế này nó sẽ rụng bao nhiêu hàng và những cổ phiếu nào nó bị miễn nhiễm với lại thị trường và nó không bị rụng. Có nghĩa là thị trường thì có những cái áp lực nhưng mà nó vẫn tăng, nó vẫn có những cái lực đỡ, nó vẫn có dòng tiền vô này kia mà đó. Đó là cái vấn đề chúng ta đang xem xét tới, những vấn đề như vậy. Ngày hôm nay đóng góp vào chỉ số tăng thì chúng ta thấy là có sàn HOSE, chúng ta có đầu tiên là BRX đóng góp vào 0.3, Vinhome đóng góp vào 0.4, Fasa đóng góp vào 0.4, CTG đóng góp vào 0.5, GAS ngày hôm nay đóng góp vào 0.8, Hà Nội thì không có, Upcom cũng có, đó là chỉ số tăng ha. Tiếp theo là tới đóng góp vào chỉ số giảm. Chỉ số giảm Upcom không có, HNX không có, sàn Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy có BIDV ngày hôm nay đóng góp vào 0.5, SAB đóng góp vào 0.8 và VCB ngày hôm nay đóng góp vào 0.9 điểm giảm. Như vậy thì hai con lớn của ngân hàng thì ngày hôm nay đóng góp vào điểm giảm, và SAB ngày hôm nay cũng giảm ha, giảm mấy ngàn á, giảm 4.000 ha, 4.000 với cái giá 240 thì thực ra nó cũng gỡ 2% thôi, 1 chấm mấy thôi, chưa tới 2% ha, cũng không đáng nhiều lắm. Ngày hôm nay VN Index của chúng ta mở cửa ở khu vực 897 điểm, sau đó khoảng cỡ khu này là 10 giờ ha, thì chúng ta nhúng về một cái điểm nó thấp nhất ở khu vực 895, sau đó tăng lên cao nhất là lúc 11 giờ và bắt đầu là 2 giờ
một giờ 45 phút lại nhúng xuống rồi cuối phiên thì đóng cửa, nó cũng không cao hơn so với lại là mở cửa bao nhiêu. Như vậy thì sau một ngày đầu tư kinh doanh chúng ta giống như là không có gì xảy ra cả. Cái sự chuyển hóa tăng điểm thì nó sẽ chuyển từ cổ này qua cổ khác, cổ này hôm trước tăng bây giờ tới cổ này giảm, nó đại loại giống vậy, nó chuyển hóa với nhau thôi, không có gì thay đổi nhiều. Về vấn đề mua bán ròng của nước ngoài, chúng ta thấy ngày hôm nay mua ròng trên 3 thị trường, 3 sàn mua ròng hết. Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta mua ròng 143 tỷ, trong đó chủ yếu là CTD với 68 tỷ. Hà Nội chúng ta mua ròng 1 tỷ và Upcom chúng ta mua ròng 16 tỷ. Tổng thị trường ngày hôm nay chúng ta mua ròng 160 tỷ. Và sau đây chúng ta sẽ đi đến một số dòng cổ phiếu để chúng ta có thể thấy được là các dòng cổ phiếu này có những sự dẫn dắt nào đang hỗ trợ cho thị trường này kia mọi thứ ha. Ok, và đầu tiên chúng ta sẽ đến với lại dòng nó có một cái như thế này. Ngày hôm qua mình vừa nói với tất cả các anh chị về cái vấn đề mà chúng ta sẽ nhìn thấy được là những cổ phiếu mà nó có cái giá trị và khối lượng á, cái list cổ phiếu giá trị khối lượng của mình á, thì mình cũng thấy là nên có ha, nên có để cho các anh chị có thể theo dõi ha. Nhưng mà cái điều mình không đọc, mình chỉ mở cho tất cả các anh chị, trong trường hợp mấy cái anh chị không có sử dụng á thì chúng ta sẽ có ha. Bây giờ là theo khối lượng giao dịch, theo giá trị giao dịch ha, theo giá trị giao dịch. Bây giờ mà mình mở lên để chắc anh chị ngó thôi một cái thôi, rồi anh chị về coi ha. Tại vì hôm bữa mình kêu là đi coi lại cái cây á, mà nó có cái khối lượng với lại cái giá trị mà nó lớn á, thì nó sẽ là những cái điểm mua cho những cái cây đó ha. Nhưng mà bây giờ ví dụ như là dữ liệu nó mất rồi thì không biết mấy bạn coi ở đâu, đúng không? Đó, thì bây giờ thà như vậy để mấy bạn thấy được ha, mình lưu lại của ngày hôm nay, rồi tiếp theo là tới khối lượng ha. Vậy rồi bắt đầu mình kéo xuống cho các bạn ngó cái đó, vậy thôi. Ok, quyết định vậy ha, rồi mình lưu lại. Rồi tiếp theo chúng ta đi qua một số dòng cổ phiếu để coi hôm nay các dòng nào nó gánh đè thị trường như thế nào ha. Đầu tiên sẽ là dòng ngân hàng. Đối với dòng ngân hàng ngày hôm nay chúng ta thấy là lẹt đẹt ha. Có VCB hôm nay giảm 800 đồng, rồi BIDV giảm 500 đồng, nó đè thị trường. CTG ngày hôm nay thì quay lại tăng 500 đồng. Nói chung là CTG hôm nay rất tích cực ha, rất tích cực. Còn lại chúng ta thấy đang xen. Như vậy thì dòng ngân hàng có một chút gì đó ảnh hưởng tới thị trường mà đến chất chiều xấu. Tiếp theo là dòng dầu khí ngày hôm nay gas tiếp tục tăng 1.400 đồng. Và PLX tăng 900, rồi thì BRW chưa chuyển sàn xong, PBB tăng 600 đồng. Đó là những cổ phiếu của chúng ta có thể lưu ý ha. Thì gas thì như mình bán hơi hố rồi, gas mình bán 90, ngày hôm qua 89.8, chưa tới 90 thôi, 88.7 ngày hôm qua mình cho bán. Hôm nay là hơi hố chút xíu, nhưng mà nó đụng kháng cự nên mình cho cắt, nhưng mà mình sẽ rút kinh nghiệm những đợt sau. Rồi dòng dầu khí tiếp tục có những cái ảnh hưởng tốt tới thị trường, nhưng mà mình nghĩ là tới giá khoảng 94 á, thì gas nó sẽ có những cái kháng cự, như vậy thì nó chỉ có được một cây nữa thôi, còn không nó sẽ tèo á, như vậy thị trường nó sẽ rớt vô điều chỉnh. Tới tiếp theo là dòng bất động sản ha. Dòng bất động sản chúng ta thấy xanh đỏ thì cũng có đủ hết, nhưng mà đỏ thì thực ra là đỏ nhẹ thôi, chứ mình không thấy đỏ nhiều nha. Thì ở đây chúng ta có là Phát Đạt ngày hôm nay tăng được 900 đồng, VRE tăng 400, rồi thì HPC tăng 350. Đó là những cổ phiếu đóng góp về chỉ số tăng ha. Dòng tài chính thì chúng ta thấy chưa có động đại gì hết. HCM hôm nay tiếp tục giảm 1.000, rồi thì VCI giảm tiếp 650 đồng, rồi VND giảm 350 đồng. Những cái con chứng khoán mà nó giảm vậy nè là nó mang tính chất không tốt cho tương lai.
Thứ nhất chúng ta thấy là hiện tại bây giờ VVC có những công ty chứng khoán mà như là VPBank là đang cho những cái chiến lược là miễn phí cái miễn phí cái phí giao dịch chứng khoán cơ sở. Nhưng mà thực ra là cái điều này mình nghĩ là nó sẽ không tồn tại được lâu. Trong trường hợp á, chúng ta giữ ở một cái mức mà 0,15 thì mình thấy là nó sẽ phù hợp. Còn trong trường hợp ví dụ như họ làm như vậy thì thứ nhất là nó sẽ mất một cái khoản công ăn việc làm của môi giới. Tức là hệ thống môi giới xưa giờ là sẽ mất một cái khoản mà mất đi cái công ăn việc làm, an sinh xã hội. Cái thứ hai nữa là họ sẽ không tồn tại được lâu. Tại vì là nói gì nói thì bây giờ nếu như giảm như vậy á, mà đụng thị trường xấu mà không ai xài margin á, thì họ không cho vay được. Mà bây giờ nếu cho vay ra bên ngoài và cho vay bên chứng khoán hiện tại họ lấy là bằng nhau. Hiện tại mình thấy là họ lấy bằng nhau. Như vậy thì thực ra họ cho vay ở ngoài và cho vay chứng khoán, trong khi là dư nợ hiện tại bây giờ không được đẩy lên cao, chỉ hạn chế. Như vậy thì cho vay đâu cũng vậy. Như vậy thì số tiền đó thay vì họ đi cho vay khách hàng thì họ cho vay trong chứng khoán với một cái lãi suất cũng tương đương. Và mình thấy là họ đang dùng chiêu để lấy được cái thị phần khách hàng. Nhưng mà mình nghĩ là một khi mà khách hàng tới thì nó dễ ha, họ có thể là vì lý do này lý do kia họ tới là dễ, nhưng mà cái tôi của khách hàng người Việt Nam là rất lớn, họ phải rất cẩn thận để có thể giữ chân được khách hàng. Còn nếu như mà thiệt hại vẫn xảy ra thì phí thật ra nó không đáng. Thiệt hại vẫn xảy ra, hệ thống lắc hay là treo hay là có những cái chậm trễ trong vấn đề chăm sóc này kia mọi thứ, rồi bên cạnh đó là nhiều thứ nữa ha, nhiều thứ nữa thì khi mà họ tiếp tục lỗ, tại vì á, là cái chi phí nó có thì những công ty chứng khoán còn lại họ dùng những chi phí đó để đi nghiên cứu thị trường và ra ra được những cái đáp án cho nhà đầu tư. Có nghĩa là họ đi gặp trực tiếp, giống như HCM, một khi muốn định giá là phải đi gặp trực tiếp doanh nghiệp. Rồi nói chuyện doanh nghiệp, rồi tìm hiểu doanh nghiệp, rồi lấy thông tin này kia mọi thứ, và đi tận nơi tận chỗ mà ra được là cái dự báo về về giá về cơ bản, chứ đâu phải là ngồi không ở nhà giống như là dân kỹ thuật tụi mình đâu, rồi muốn phán giá nhiều phán đâu. Như vậy thì mình nghĩ là phí môi giới nên giữ ở một mức nào đó hợp lý, thay vì cái vấn đề là zero. Tại thế giới nó cũng làm điều đó, chỉ có mỗi ông này ông muốn lấy thị phần thời gian ban đầu thôi, rồi sau này ông cũng đẩy lên lại cũng như nhau ha. Thuế là chắc chắn mình vẫn phải đóng đúng không? Ok, tiếp theo là chúng ta tại tới dòng tài chính mình nói thêm vậy ha. Tiếp theo chúng ta đến với lại dòng dòng tổng hợp. Trong tổng hợp thì chúng ta thấy là xanh đỏ có đủ ha. Đỏ thì mình thấy đỏ nhẹ thôi, xanh thì mình thấy có xanh mạnh đó. Ngày hôm nay chúng ta thấy là dược Hậu Giang tăng 2.000, rồi thì Bình Minh hôm nay tăng 700, Bảo Việt hôm nay tăng 500, rồi thì Masan tăng 1.200, rồi thì BNG tăng 800. Đó là những cổ phiếu đóng góp và chỉ số tăng. Về mặt giảm thì mình thấy không có gì giảm nhiều hết. Điều này nói lên được gì ha? Khi đi qua được 5 dòng của thị trường ngày hôm nay, chúng ta thấy là cái khả năng mà thị trường tiếp theo mà nó giảm mạnh nó không có, mà cái này nó chỉ là một cái sự điều chỉnh đó, rung rẩy, và tiếp tục là coi như nó sẽ có những cái vấn đề bứt phá và tăng tiếp, là điều này mình đang có nhìn thấy tới. Và những anh chị em nào mà nằm trong room của mình á, thì tất nhiên mình sẽ có hướng dẫn cho các anh chị em là chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian bao lâu đó để chúng ta sẽ đánh đấm. Còn riêng với tất cả các anh chị trên kênh thì mình cũng nói luôn là chúng ta hoàn toàn đủ T3 để chúng ta đánh, cho dù ngày hôm nay chúng ta không có hàng, ngày mai chúng ta mua thì T3 vẫn đủ ha, vẫn đủ cho tất cả anh chị đánh. Và tối nay nếu như thị trường Dow Jones nó giảm điểm thì ngày mai chúng ta sẽ có điểm mua. Đó, đại loại thì mình nói với các anh chị vậy. Thì có thể đúng có thể sai, chúng ta không quy trách nhiệm cho nhau. Tuy nhiên thì phải có những cái nhận định như vậy thì mình mới khá lên được, nên mình thích thì mình cứ nói thôi ha. Mấy anh chị có làm theo hay không cũng sao hết. Rồi chúng ta đi qua phần đồ thị ha. Làm bản tin tổng quan nó được vậy đó. Tại vì ngay bản thân của mình, nếu như mà mình chỉ cần có một người nghe cái chương trình vậy thôi, mình cũng sẽ làm. Tại vì sao? Khi mình làm á, là có người nghe thì mình có động lực. Nhưng khi mình làm xong rồi á, thì ngay cái bản thân của mình cũng hiểu luôn cái thị trường. Mình hiểu luôn ha.
mình biết luôn thị trường đi như thế nào luôn. Tại vì sao? Tại vì ngày nào mình cũng làm tổng qua vậy, làm tổng qua vậy. Còn nếu không có chương trình này thì mình thiệt mình cũng đâu làm gì đâu. Nhiều khi làm biến quá, coi được mới tới dòng này dòng kia, chưa coi hết cái dòng cái bắt đầu tắt máy. Chúng ta thấy ngày hôm nay khối lượng là yếu hơn ngày hôm qua ha. Rồi lực tăng thì chúng ta nó gói gọn trong một cái cây nó ngắn, như vậy thì lực tăng là không mạnh. Và bên đây á, thì nó cũng chưa vượt được, đóng cửa nó chưa vượt được cái cây này. Thì chúng ta chưa có những cái điều kiện rõ ràng trong vấn đề để tăng điểm. Chúng ta thấy là những cái giá và trung bình nó vẫn còn đang nằm trên cao và tiến xuống dưới thấp như thế này. Thì chúng ta sẽ vẫn còn mất thời gian để cho vấn đề tích lũy thêm, cũng như là chuẩn bị cho những cái sự tăng điểm. Biết đâu chúng ta mai mốt lại tăng èo xéo vô cái đường này ha, đại loại vậy. Rồi chúng ta vô được cái kênh tăng. Còn hiện tại bây giờ đang là kênh giảm. Mình mở nhầm ha, mở nhầm VN30. Quay lại VN Index chút xíu. Trường hợp VN Index thì cũng y chang vậy, cũng có gì thay đổi nhiều ha. VN Index thì hôm nay có một cái tích cực hơn, nhưng mà vẫn là cái nến doji, khối lượng vẫn thấp hơn. Như vậy thì khả năng là chúng ta sẽ có một cái cây nó tích lũy thêm thì chúng ta mới có thể đi được là vậy. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lại fashion thì chúng ta phải tắt cái này, mở cái này. Rồi nay mình sẽ gắn cái này cho dễ nhìn, làm cho nhanh ha. Này là để nó cái phần này nó không phải tâm lý nữa ha. Phần này không phải tâm lý, phần này là nó đang tính cái điểm mua cho chúng ta coi có mua được hay không. Thì thường á, những cái mua này nó gần giống như mình đang làm giống như MACD vậy đó, nên nó sẽ hơi chậm hơn bình thường. Tuy nhiên thì khi mà đưa về đồ thị ngắn hơn thì chúng ta sẽ thấy là nó đã cho điểm mua ở một khoảng thời gian rồi chứ không phải bao giờ. Bắt đầu cho mua từ chỗ này. Ok, tích lũy xong đi lên. Như vậy thì 1, 2, 3, khoảng có 3 ngày trước là ở đây chúng ta đã hệ thống đã cho phép mua rồi. Cái này thì chuyển qua đồ thị giờ, ngày, tuần gì thì tự động chuyển hết. Nhưng mà đa số đã tính điểm mua, điểm ra, điểm vô thì tính bằng cái này. Ví dụ như chúng ta thấy trên đây là nó cho những cái dấu hiệu ra. Xài dần dần nó mới có kinh nghiệm. Thì đối với trước khi mà nó gãy như vậy chúng ta sẽ có một cái chỗ này đã cho phép ra rồi ha. Xài từ từ sẽ có kinh nghiệm nha. Mình cùng coi nhau để có kinh nghiệm thôi. Chuyển qua đồ điện hai. Ok, như vậy thì đối với trường hợp VN Index thì đây chưa phải xu hướng tăng, xu hướng là không phải xu hướng tăng rồi đó. Hôm bữa nó lú lên được trên mây chút xíu thì mình gọi là ở đây nó xanh, nó ra được xu hướng tăng, chứ hiện tại là chưa có. Điểm mua thì giờ nó cũng chưa có ổn định, nó cũng không đúng luôn ha. Thì chúng ta sẽ quan sát tiếp trong trường hợp của VN Index như thế nào ha. Rồi, đối với VN30 F1M thì chúng ta thấy là ngày hôm qua nó đụng vô cái cản 846. Rồi đứng cứng ngắc ra luôn. Rồi bây giờ sao? Như vậy thì nó đụng vô đây thì nó gặp cản, mà thường đụng đây gặp cản mà đảo chiều á, thực ra là nó xấu chứ không có đẹp chút xíu nào đó nha. Báo cho các bạn biết là khi mà nó phải xuyên qua được cái này á, thì nó mới có một cái lực mạnh để nó lên được cái trên đây 863 ha, khu vực này. Vậy còn bây giờ nó lên mới tới đây, nó hồi xuống đây là những cái là hồi đích thực luôn, người ta gọi là hồi đích thực.
Nếu như mà nó còn xuống nữa thì chúng ta thấy là thị trường chúng ta là nó đảo chiều rồi nó giảm tiếp. Và bên cạnh đó chúng ta thấy là cái cản trên đây nhiều lắm. Cản anh em cản khu vực ở trên khu vực 856 nhiều lắm. Cản quá trời. Tại trước nó lụng xuống đây, bây giờ quay lên để thành cản. Đầu tiên là cản đây trước. Rồi tiếp theo thì nó cản ở đây. Đó, cản đây. Cản khu vực này. Như vậy thì con đường đi lên của phái sinh nó vẫn còn gian truân lắm. Và khi mà nó còn gian truân như thế này, chúng ta thấy là đa số của nó là sẽ là xu hướng nó sọt. Tuy nhiên, trong trường hợp tối nay Dow Jones mà nó giảm thì ngày mai là mở cửa thấp. Như vậy thì chiều hướng nó quay lại lo. Thế mới nhức đầu. Vậy chúng ta thì cứ tập quan sát để có được cái nhận định. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái trend giống ngày trước. Giờ mình sẽ mở to lên thôi để chúng ta quan sát nha. Giờ mở to lên thì nó vẽ nó chính xác hơn. Thì đối với trường hợp này thì chúng ta có là trend này là bỏ rồi đúng không? Trend này nó đi rồi, đi đón rồi, bỏ trend. Trend này bỏ rồi đúng không? Đó, đi đón rồi ha, đi đón rồi. Như vậy thì hiện tại bây giờ là chúng ta có một cái cản. Thì trong trường hợp ngày mai á, khi mà nó lên á, thì cái cản khu vực này nè, khu vực 850 điểm nè, là nó tự động là cái cản. Thì khi mà mai á, khi mua lên á, thì cái đụng tên này là nó sẽ có kháng cự. Thì chỗ này là đầu tiên chỗ chốt, rồi nó hồi xuống rồi nó có động lực nó lên thì chúng ta sẽ lon tiếp tục ha. Còn ví dụ như mà trong trường hợp này á, thì nó chưa đủ nến. Tuy nhiên thì nó có hai nến thì chúng ta cũng vẽ được ha. Đây là cái kênh. Như vậy thì ngày mai chúng ta sọt ở đâu? Ngày mai có phải cây nến nằm đây không? Ngày mai cây nến nằm đây. Đó. Đây. Đó, cây nến nằm đây. À. Như vậy thì ngày mai cái điểm mà chúng ta có thể sọt đó với phái sinh là nằm đây. 844 là sọt. Có kênh rồi thì nó sẽ là dạy hết. 844 là sọt. Cao hơn 844 chúng ta chuyển nó qua chế độ là đóng lại. Còn lon hay chưa thì chúng ta chờ nha. Chứ nó chưa có điểm lon. Chúng ta cũng có thể kẻ được một đường cho cái hệ thống lon. Là chỗ này nè. Có một cái dành cho lon ở chỗ này. Tắt bớt cái đường này đi ha. Chúng ta nhìn cho nó dễ. Đó. Như vậy thì nhìn vậy nó hơi cũng hơi giống như ngôi sao năm cánh vậy đó. Nhưng mà bây giờ phải tắt bớt đi. Thì bây giờ trong trường hợp mà sọt á, thì ngày mai á, cái điểm chỗ này là điểm sọt. Ok. Đó. Là chỗ đó bắt đầu canh sọt xuống. Nếu như mà ngày mai nó mở cửa ở trong cái kênh này, trong kênh giảm, thì nó là sọt. Tiếp tục duy trì cái kết quả sọt. Mai nó mở mà nó cao luôn thì là không còn sọt nữa, mà nó đang là lon. Và chúng ta lon ở đâu? Lon ở chỗ 844, 845. Nó có vậy thôi à, chứ không có gì nhiều hết đó. Quan sát kinh tế chúng ta kiếm tiền thôi ha. Nhưng mà mai mốt thì cái phí giao dịch nó cũng, mình đang tìm hiểu phí giao dịch cho nó cụ thể chính xác để làm một bài nói về phí giao dịch phái sinh cho tất cả các anh chị em mà chưa được ha. Chúng ta sẽ tạm cứ chiến đi, tới qua tháng 2 thì mới nói tính phí. Rồi như vậy phát sinh xong ha, chúng ta sẽ đến với lại chương trình các cổ phiếu mà app Ichimoku chỉnh phát khuyến nghị.
Rồi đầu tiên thì chúng ta ghi ra những cổ ngày hôm nay cho để mua để bán ha. Đầu tiên là bán CO mua CTI mua HHG bán Masan. Bán SKG. Bán TCB. Mua TBB. Bán VCB. Mua DIG. Mua Masa. Trên đây bán Masa, dưới đây cho mua Masa. Mua Masa. Masa này là tín hiệu ngắn à. Rồi, nào Masa. Mua QCG. QCG. Mua QCG. Quốc cường. Mua TCM. Bán VGC. Mua VNG. Mua FPT. Mua gas. Gas ngày hôm nay mình cho mua ha. Để rớt vô điều chỉnh. Mua HCD. Mua hoa sen. Mua KBC. Mua MBS. Bán OGC. Mua BVD. Mua BVS. BVD. BVS. Mua TBB. TBB. Hãy trên có rồi. Mua VGC. VGC vừa cho mua và cho bán. Bán VIN đi. VGC. Mua VGC. Bán VGC, ok. Nó là hai chiến lược khác nhau. Thật ra là cái này mấy bạn nhìn thấy cái màu á. Ví dụ như ở đây mình này, mua VGC là màu tím á. Nè, cái màu đỏ tím nè. Nhưng mà trên đây á, mà bán VGC nó là màu xanh. Thì trong đây nè, nó có hướng dẫn sử dụng nè. Hướng dẫn sử dụng thì chúng ta thấy là bốn cái màu này nè, bốn cái màu khuyến nghị này, nó sẽ là bốn cái tín hiệu cảnh báo khác nhau. Ví dụ như màu đỏ ha, này màu đỏ là cảnh báo này thường xuất hiện sau một chu kỳ tăng hoặc giảm giá mạnh và sẽ nhận được một xu hướng giá mới rất là đảo chiều. Màu tím là đảo chiều, thường đảo chiều thì kháng cự nó cũng mạnh, thường là ở dưới đáy lên mà nó sẽ ăn ít thôi. Còn màu xanh nè, cảnh báo mua bán xuất hiện khi có những phiên tăng giảm điểm trước đó thể hiện sự tiếp tục, có nghĩa là sau khi nó tăng xong rồi nó điều chỉnh xong rồi nó tăng tiếp, hoặc là nó giảm xong nó hồi lên là nó giảm tiếp. Đó là trường hợp của cái màu xanh này. Còn màu đỏ thì rất đau. Còn màu này thì kháng cự hỗ trợ đó, ví dụ vậy ha. Đó, những cái mà khi mà nó đổ ra màu á, thì chúng ta sẽ có những cái khuyến nghị nó khác nhau. Bên cạnh đó thì sao? Bên cạnh đó ví dụ như mình nói ha, chúng ta thấy là sẽ có một số cổ phiếu như GAT ngày hôm nay, mấy con này mình có theo dõi nè. GAT ngày hôm nay nếu mà cho điểm mua thì nó sẽ hơi cao. Và như vậy thì chúng ta sẽ chờ cái gì? Như vậy thì chúng ta chờ nó điều chỉnh. GAT chúng ta sẽ chờ điều chỉnh trong một vài phiên và lúc đầu nó sẽ có điểm mua tiếp theo. Như vậy chúng ta sẽ note lại ha. Khi mà xài cái hệ thống mà robo nó chạy thì nó sẽ có những cái hạn chế là khi đạt đủ điều kiện thì bắt đầu mới cho ra tín hiệu. Và những tín hiệu này á, mà tín hiệu mang cái dữ liệu dài, tức là buổi chiều á, như vậy nè ha, trên đây nè đó, thì nó sẽ cho ra những tín hiệu nó tương đối chính xác. Nhưng những tín hiệu này ngắn dài cũng vậy ha, nó sẽ cho ra khi mà nó đạt đủ cái chỉ tiêu. Và khi thường đối với thị trường á, T3 về thì nó sẽ gặp cái trường hợp chốt lời nên nó sẽ hay bị dính vô cái điều chỉnh.
nhưng nó chỉ là điều chỉnh thôi, điểm mua của nó cho chính xác. Như vậy ví dụ như chúng bạn coi thì CTI ngày giá 26 ha, 26 bây giờ điều chỉnh thêm mấy ngày nữa có thể mua lót giả liền một ít cái giá 26, sau đó nó điều chỉnh một vài phiên xong rồi nó tăng tiếp. Cái này là chúng ta phải note lại, chúng ta phải sử dụng, chúng ta phải nghiên cứu thì chúng ta sẽ thấy là cách nào nó có thể kiếm tiền được bằng app Ichimoku. Chứ còn mình thấy hoàn toàn là nó có nhiều cái ích lắm, ích lợi ha. Thì tài khoản của các anh chị ví dụ nó lớn quá mấy bạn cũng phải chia ra nhiều cổ phiếu, còn trong trường hợp là một vài tỷ đô la chúng ta cần vài cổ phiếu là đủ hết. Như vậy thì app nó sẽ cho ra đủ hết, không có thiếu, không cần phải đi tìm những con nó quá sốc ở đâu nó mới lên sàn hay nó quá sốc trúng hay cái gì đó nó ở dưới đáy nó chui lên, cái đó thì mình nghĩ là không cần thiết. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với lại để mua CTI. CTI thì các anh chị cũng thấy là công cụ của mình á, công cụ này mình viết ra từ Ichimoku luôn ha. Công cụ này là người ta viết, mình xin thôi, mình xin thôi chứ không phải của mình. Vậy thì đối với trường hợp này các bạn thấy là nó đã cho điểm mua ở đây rồi, và hôm nay nếu như mua thì T3 về là đã có những cái thắng lợi, cũng như ở đây ví dụ như mua thì T3 về thật ra là nó cũng có những cái thắng lợi ha. Có quan trọng là chúng ta đụng kháng cự chúng ta phải bán thôi, đó là nôm na là vậy. Thì điểm mua CTI ok, tuy nhiên có thể trên đây là 26.8 thì nó sẽ có cái kháng cự, như vậy thì khu vực này chúng ta nên mua test ha, mua test để có thể mua cho ăn ngắn 26.8 lên thì được khoảng cỡ 3%, sau đó nó sẽ có những cái tích lũy thêm. Còn cái chỗ 26.8 này để vượt được á, nếu như nó có mạnh quá mà nó vượt thì nó cũng sẽ hồi lại trên 26.8. Ở đây thì mình sẽ hạn chế cái vấn đề đó, mà mình nghĩ là nó sẽ chạy tới 26.8 27 độ lại thôi chứ nó không có lên được ha. Như vậy thì điểm mua này có thể mua lót giả và có thể bắt đầu quan sát CTD. Tiếp theo chúng ta có HHG. Trường hợp của HHG thì chúng ta thấy là điểm mua này á, là nó không được đẹp ha. Điểm mua này là nó nhồi lên xong cái nó rút lại, mà con này nó có 1-2 ngàn à. Con này là mình không khuyến nghị mua bán. Và khi mà những con này có thể khuyến nghị mua bán khi nào? Đợi cái giá 2 chấm, cái đường màu cam 2.6 này nó về dưới sát dưới đây thì chúng ta có thể tính tới chuyện mua bán đối với con này. Còn đối với trường hợp dưới đây thì nó là màu xanh, nó là cho mua từ dưới đây rồi, nhưng mà con này mình không khuyến nghị mua đâu. TBB Tiền Phong Băng. Trường hợp Tiền Phong Băng thì các anh chị thấy là nó mang chính chất tích lũy thôi. Con này thật ra nếu mà để đi xa nhanh và liền thì hiện tại mình chưa đánh giá cao đối với trường hợp này nha. Chúng ta sẽ gọi là chờ nó thì nó hay hơn. Tuy nhiên thì có thể mua một ít trước nha, mua một ít trước. Khả năng là vẫn còn sai quay ở trên ngay chỗ cái vùng đám mây ở khu vực này. Nếu như có được cái mức giá mà nó tốt hơn ở cái chỗ bờ mây dưới nè, cái chỗ 20.4 á, thì chúng ta có thể mua ở đó thì nó sẽ ok hơn. Đó là đối với trường hợp của Tiền Phong Băng. Tuy nhiên đó là một cái con nó em bút trong cái ngành băng thôi, và xưa giờ là nó cũng không có được đẹp lắm ha. Nó từ cái giá bút chỉ trên 35 giờ nó còn 20, bay hết gần một nửa tài khoản của khách hàng rồi, thì mình cũng không thích con này lắm đâu. Thích thì chơi thôi. Còn hiện tại bây giờ cái giá trung bình của nó cũng về sát với nhau rồi, thì tất cả các anh chị cũng có thể nghĩ tới chuyện là mua đó thì cũng được ha. Tiếp theo là tới DG. Trường hợp DG thì tích lũy thôi, chưa có vấn đề gì ha. Chúng ta khúc này thì mình đang cảm giác nó sẽ có những sự tăng nhẹ trong vòng khoảng cỡ 5 phiên đổ lại. Có nghĩa chúng ta chỉ kinh doanh trong vòng khoảng 5 phiên đổ lại được thôi. Còn xa hơn thì mình chưa có những khuyến nghị nha. Đó là DG. Và khả năng tăng lên của nó thì 15.6, cao hơn 15.6 chút xíu, thì chỗ này bắt đầu nó đã có những cái kháng cự ở khu vực 15.8. Vậy 16 đổ lại thì chúng ta có thể nghĩ tới bán DG. Còn để mà mua DG có những con sóng nó tốt hơn, nó ấy hơn này kia mà thứ gì thì hiện tại giờ mình chưa có nhìn ra. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đến với Masan. Masan thì bây giờ vẫn còn đang dưới mây, thật ra là nó cũng sẽ chưa có đúng cái chỉ tiêu đâu.
Và Masan thì ngày hôm nay nó vừa cho mua vừa cho bán. Lý do tại sao? Thì ngày hôm nay nó có những cái lúc mà nó vượt lên đụng trên mây và nó vô trong mây á, chỗ này nè. Như vậy thì nó tạo nên mua. Nhưng mà đối với trường hợp này thì chúng ta sẽ chờ ha. Trường hợp này thì mình chưa có những kỳ vọng lớn cho Masan đâu. Masan hiện tại bây giờ mình chưa đánh giá cao Masan nha. Masan cần tích lũy thêm. Masan cần tích lũy thêm và khả năng là cái giá 79.6 sẽ giữ Masan lại trong một vài phiên ha. Trước khi nó có thể đi được xa thì mình nghĩ là 79.6 là cái chỗ chúng ta có thể quan sát. Đối với Masan thì Masan là nếu mà giữ thì vẫn cứ giữ, còn mua thì chưa có được mua. Ok. Tiếp theo chúng ta đến với QCG Quốc Cường Gia Lai ha. Thì sau những ngày tháng mà nó giảm thì bây giờ nó cũng có những cái ngày tháng nó tăng. Và chúng ta thấy là nó đã tăng được khoảng cỡ 10%. 10% rồi ha. Hơn 10% rồi, 20% rồi. Nói vậy thì những cái con mà giá 4 mà lên giá 4.8 là được 20% rồi đó. Và hiện tại mình không có đồng thuận cho vấn đề chúng ta sẽ mua QCG, tại vì trong vòng mình nghĩ là T3 về không kịp á, sợ là như vậy nha. Như vậy thì mình sẽ không có, chúng ta đã có tới 2 phiên là giá nó không đổi mà nó chất tích lũy ha. Như vậy thì chúng ta sẽ nên chờ và quan sát thì hay hơn. Tại vì ở trên đây nó có một cái kênh và mình nghĩ là nó chưa thoát được cái kênh này nên mình chưa có những cái dấu hiệu cho các bạn giữ được ha. Đợi nó thoát cái kênh này, nó tích lũy trên kênh này nó đi thì ok hơn. QCG thì nó có đất, cũng có đất đai, khả năng nó cũng có những cái khả năng tạo sóng. Như vậy chúng ta sẽ quan sát đối với QCG nha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có TCM. TCM thì trên nó cản ngay chỗ 23.5 rồi. Chúng ta sẽ đầu tư được khoảng cả 1.000. 1.000 xong thì chúng ta sẽ có những cái hạn chế ha. Hạn chế trong vấn đề đầu tư ở đây. Trên đây nó có một cái kênh trên đây. Kênh này thì vừa thoát kênh. Tuy nhiên đối với trường hợp nếu như kéo kênh lên đây, chúng ta thấy là nó có một cái kháng cự khu vực này và nó tương đồng với lại cái giá trị là 23.5. Như vậy thì đầu tư TCM trong lúc này 23.5 thì nó sẽ đục kháng cự và nó sẽ mất thời gian để tích lũy trước khi nó có thể đi được ha. Thì chúng ta cân nhắc trong cái đề đầu tư TCM. Nếu mà đầu tư nhiều quá thì mình cũng chưa có khuyến nghị. Tiếp theo là VNG. VNG thì điểm mua này nó là một điểm mua tích lũy. Chúng ta đang tiếp theo là tích lũy tiếp, tích lũy đi ngang tiếp chứ cũng chưa có những cái dấu hiệu để thấy mà nó sẽ thiên về vấn đề nó điều chỉnh giảm hơn so với lại vấn đề tăng. Điểm mua VNG là fail. Đây nó cho ấy để mua fail nha. Tiếp theo là FPT. FPT thì điểm mua này cũng chưa, mình không đánh giá cao điểm mua này ha. Sát trên đây 42.75 có cản cho mục tiêu rồi. Như vậy thì chưa đánh giá cao cái điểm mua này. Khu vực mà có thể về mà cao nhất đối với FPT trong đợt này là khu vực 43 ha. 43.4. Như vậy thì bây giờ đang là 42.1 và trên đây còn một số cản. Như vậy thì mình nghĩ là cũng có thể đầu tư đó. Đối với trường hợp FPT thì mình thấy có thể đầu tư và chúng ta có khoảng cỡ 7-8 phiên gì đó để đầu tư cho FPT. Và khu vực mà chúng ta quan sát tới nó có khả năng về tới đây, bờ mây này, khu vực 43.2, và chúng ta sẽ cân nhắc vấn đề đầu tư FPT với một tỷ trọng nó vừa phải thôi, không có đánh giá cao cái điểm mua của FPT lắm. Tiếp theo chúng ta có gas ngày hôm nay thì chúng ta thấy là có những cái kháng cự ha. Thì cái bờ mây tiếp theo của Ichimoku là nằm đây. Như vậy thì lên 93.2 trở lên thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái kháng cự. Và ví dụ ngày mai nó mở đầu phiên, nó có mở phiên nó tăng thì kia một thứ thì bắt đầu nó cũng sẽ vô chế độ điều chỉnh. Và khu vực mà điều chỉnh mà tốt nhất và đẹp nhất của nó là trên đầu cây nến bên đây, tức là 90.3. Khu vực 90 là đừng để thủng. Còn ví dụ như mà nó thủng khu vực 90 thì nó sẽ tích lũy lâu hơn ha. Như vậy thì nó sẽ tích lũy trên khu vực 90 xong bắt đầu vài phiên sau rồi nó sẽ có những cái dấu hiệu đó, nó tăng đó, đợi lại là như vậy ha. Mình thấy như vậy thì nó hợp lý hơn cho vấn đề của gas.
Như vậy thì gas không mua được liền mà phải chờ về khu vực 90 mới mua được. Cổ phiếu tiếp theo chúng ta nói tới là HCD. HCD, trường hợp HCD thì bên mình nó cũng cho những cái dấu hiệu tăng đó, cho những dấu hiệu tăng. Và mình thấy là nếu như mấy bạn yêu mến HCD thì có thể đầu tư HCD một chút đó, mình thấy là cũng được đó. Trong vòng khoảng thời gian tới tuần 2 tuần tới thì nó cũng mang đến chất là ok thôi, chứ không 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 đến nỗi xấu đâu nha. Có thể nghĩ tới HCD. Nếu như xưa giờ mà thua nó nhiều quá rồi có thể rửa hận, ha, nhưng mà đừng xuống sát nha, và đừng mất sát nha, mua ít thôi. Hoa sen HSG. Trường hợp của Hoa Sen thì chúng ta thấy là rớt dữ quá rồi bây giờ tăng lại. Như hiện tại bây giờ thì chúng ta thấy nó có một cái cản ở cái bờ mây ở trên đây. Cái bờ mây này. Đó, bờ mây này nó nằm ở giá 7 ha. Cái 7 hơn chút, như vậy thì lên khu vực này nó sẽ có cản. Đối với một cổ phiếu mà nó có những ngày tháng mà nó rớt sâu đậm như vậy á, thì để mà nó lên lại thì người ta sẽ rất hạn chế vấn đề mua, cũng như là nắm giữ lâu dài đối với những cổ phiếu mà nó đã mất uy tín. Như vậy thì đối với trường hợp nếu như chúng ta mua ở dưới giá 6.4 thì hôm nay xách hàng lên đây là 6.8 bán banh chành hết, và lên được khoảng cỡ 7 thì coi như đúng được 10% là nó quất quất ra hết trơn. Như vậy điều này nó muốn nói cái gì? Như vậy thì cái vấn đề mà cái độ tín nhiệm để cho nhà đầu tư có thể nắm lâu dài đối với cổ phiếu này rất hạn chế. Vì vậy thì khi mà có đủ được những cái target mà lời nó đủ thì chúng ta nên bán. Còn hoa sen thì không khuyến nghị chúng ta mua trong giấc này. Nếu như có thể thì về khu vực giá 6.8 chúng ta có thể nghĩ tới vấn đề mua hoa sen. Còn giá này thì không mua đổi nha. Cổ phiếu tiếp theo là KBC. KBC. Đối với trường hợp KBC thì chúng ta thấy là KBC nó cũng ok ha, sóng sánh đầy đủ này kia một thứ, và tăng giảm này kia một thứ, chúng ta cũng có thể kiếm được tiền từ KBC cũng như là mất tiền từ KBC. Tuy nhiên đợt này thì cái tăng của nó đó đã có những cái sự cải thiện. Và chúng ta thấy là đối với dòng cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp thì đang có những sự tích cực ha. IDI, IDICO đó, rồi Kinh Bắc, rồi Long Hậu, rồi này kia một thứ thì đang có những sự tích cực. Chúng ta có những cái mức giảm thuế thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nước trong khối CPTPP, họ có những cái đầu tư này kia và thứ, đại loại nó giống vậy. Đối với KBC thì mình thấy là chúng ta nên mua rải thôi, chứ chưa có dấu hiệu chúng ta có thể mua được liền với lại KBC ha. KBC thì mình nghĩ là nó cần thêm thời gian tích lũy thì mới đi được ha. Như vậy thì chúng ta mua ở khu vực 13.4 nè, có thể bắt đầu tích lũy với lại KBC. Và nếu đẹp chút xíu nữa thì chúng ta thấy khu vực từ 12.9 độ lên thì điểm mua là tương đối rất đẹp đối với lại KBC. Rồi cổ phiếu tiếp theo chúng ta sẽ nói tới là MBS. MBS là một trong những cổ phiếu chứng khoán ha. MBS đã có những cái ngày tháng nó leo lên rất cao và sau đó nó lăn xuống. Thì quá trình lăn xuống của nó thì còn hơn cái hòn tuyết lăn nữa cơ. Tức là sau khi em nó leo lên cao quá thì em nó té một phát lố xuống, cắm xuống cái đất chút xíu, nó là lủng, tạo thêm một số cái đáy mới, và bây giờ đang trong quá trình hồi lên. Như vậy thì con này thì mình cũng không đánh giá cao đối với trường hợp của MBS. Cái thị trường chứng khoán sắp tới nó cũng không được nhiều khả quan lắm, và MBS thì hiện tại bây giờ đánh giá quý vừa vừa rồi á, về thị phần môi giới thì nó cũng không được tốt ha. Mà VPBank, VPS thì nó sẽ nó có những cái sự vượt bậc. Như vậy thì chúng ta phải nhìn nhận đó, nhìn nhận những cái sự tăng tăng trưởng thì chúng ta mới có được cái mức giá tăng trưởng. Tuy nhiên thì về cái vùng này nó cũng là vùng giá thấp, chúng ta cũng có thể nghĩ tới chuyện là mua lướt lát, nắm giữ đầu tư này kia mang tính chất chung và dài hạn đối với MBS, nếu như chúng ta nghĩ cái core business của nó là nó tốt cho tương lai. Giờ các con chứng khoán đều về cái máng hết rồi, máng lợn hay là HCM cũng về rồi này kia, chúng ta thấy là SHS rồi VND này kia một thứ đi bụi hết rồi, có em nào có tương lai nó sáng sủa đâu. MBS thì nó cũng không ngoại lệ, anh em với nhau thôi. BVD
Dòng dầu khí thì chúng ta thấy sau khi đụng vô kháng cự khu vực 15.7, mấy bạn thấy ở đây nó có những cái rất đẹp ha. Chúng ta thấy là nó cho chúng ta được tín hiệu tương đối rõ ràng cho vấn đề mà mua bán đó. Mình thấy công cụ thì rất là hay đó. Ichimoku rất là ok ha. Lên 15.7 chúng ta có điểm để bán, nhìn thấy rõ ràng mà, lên đụng cái rớt bịch xuống ha. Còn cái chuyện mà sau khi tích lũy nó tăng lên thì trong cái khoảng thời gian nó tích lũy 3 ngày đó thì mình đi đánh cổ phiếu khác, xong đó mình quay lại chơi nó, ví dụ vậy, đại loại là như vậy ha. Biết có làm được như vậy không, nhưng mà chúng ta cũng có những cái căn cớ để trong vấn đề chúng ta tính toán ha. Thì BVD cũng là một trong những cổ phiếu nó từ đóng bùng lầy nó chui lên, tức là làm ăn lỗ mà chia được gì cho nhà nhà đầu tư đâu, ngoài những cổ phiếu ha. Thì bây giờ cái chuyện mà cái dòng dầu khí của chúng ta thì nó cũng sẽ có những cái hạn chế đó. Khoan khai thác này kia một thứ ở Biển Đông thì bây giờ có những cái sự cạnh tranh đối với chính trị này kia một thứ đối với Trung Quốc này kia rồi. Chúng ta thấy là chỉ có cái con đường mà khai thác hợp tác với lại Trung Quốc thì mình thấy còn khai thác được, chứ còn không là người ta cứ kéo giàn khoan ra rồi bắt đầu mình lại không khai thác được à. Vậy thì BVD thì mình hạn chế vấn đề đầu tư đó, nó chỉ mang đến chất đầu cơ này kia thôi ha, kiếm được kiếm kiếm được thôi thôi vậy ra. Rồi cổ phiếu tiếp theo là PVS. PVS thì nghe đồn là có game á, nghe đồn có game, có những cái sự tăng điểm sẽ rất tốt cho năm 2019 này đối với PVS. Tuy nhiên thì cái kênh này chúng ta nên để nó vượt kênh đi để chơi ha. Còn trong kênh này thì nó cũng chưa có đi đâu xa được, còn không thì nó về dưới đây ha. Đó là những cái kênh thôi, đại kênh kiếm tiền thôi. Ở về dưới đây mua nó lên kênh cho nó bán. PVS mình chưa mua được ha. VGC. VGC. VGC thì VGC thì bên đây nó vừa cho bán và cho mua ha. VGC thì trong phiên có những lúc nó vượt hai cái đường đó của mình, sau đó là nó lại tèo xuống lại. Như vậy thì VGC thì khi nó mang tính chất là tiếp tục nắm giữ nhiều hơn so với lại cái vấn đề mà chúng ta đặt điểm mua hoặc điểm bán với VGC. Tuy nhiên thì quan điểm của mình đó là chúng ta sẽ chuyển qua bán, tại vì dưới đây đó là các công cụ của mình cho bán rồi nha, sẽ thiên về chiều bán, và khi nào về khu vực 16.6 đến 16.9 thì chúng ta có thể mua với VGC. Rồi. Vậy là hết hết cái phần mà cổ phiếu mà cổ phiếu mua rồi, bây giờ chuyển qua cổ phiếu bán ha. Hôm nay bán ít thôi, bán không nhiều. Đầu tiên là CEO. CO thì tăng tăng giảm 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 tăng tăng, bây giờ nó nằm dưới cha nó cái đám mây rồi. Vậy thì nó đang cho những cái hiệu lệnh là chúng ta phải bán ha. Vậy thì bán thì cũng hợp lý thôi, nhưng mà khu vực này thì tích lũy cũng lâu lâu ngày, thì nếu các bạn thích thì có thể là nắm giữ cũng được. Nhưng mà ở đây thì mình thấy là trend là nó mất trend này. Nó mất trend mất tiêu rồi. Vậy thì nhiều khi nó đụng lên kháng cự 13.25 này nó lại tèo. Như vậy thì chúng ta đợi cái kèo sau của CEO cũng được, chứ khúc này thì mình cũng hạn chế ha, và đã thiên về dự bán nhiều hơn. Tiếp theo là SKG. SKG thì điểm bán này là nó nhú xuống dưới mây này nè, nó bắt đầu nó xuống dưới mây, kênh nó là kênh giảm nên là nó cho điểm bán với SKG. Thì nếu như chưa bán thì chúng ta cứ thấy dưới ngày mai mà có giá dưới 16.55 thì thôi cho nó đi luôn ha. Thực ra điểm bán SKG là nó có lâu rồi, các bạn nhìn thấy không? Có thì đây nè, là điểm bán SKG đã có rồi ha. Như vậy thì trong trường hợp á, mà tại nó mang cái chất tích lũy nên cái chuyện mà xanh đỏ nó sẽ xảy ra thường xuyên, và chúng ta sẽ nhìn cái đồ thị để biết được những cái xanh đỏ của nó cụ thể như thế nào. Trong trường hợp mà lú ít xuống dưới như thế này thì chúng ta có thể vẫn cho nó giữ được, nhưng mà từ cái cây thứ hai trở đi mà nó có những cái dấu hiệu nó lú xa nè. Đối với trường hợp này nó lú hai cây thì giờ cây thứ hai chúng ta phải bán, nhưng mà trong trường hợp này nè là hai cây này nó nằm sát đây mà mang đến chất tích lũy, cây sau thì nó lại có dấu hiệu là
là còn có những cái dấu hiệu tích cực hơn cái trước, nên chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ. Còn cái này nó mới có một cây mà nó nằm xem xem với cái đường thôi, có nghĩa là robot rồi viết code thì tính theo con số, nên là vấn đề là vừa xâm giảm chút xíu được cũng chuyển vào đỏ, ý là như vậy ha. Như vậy chúng ta tùy kinh nghiệm của chúng ta để biết được cái điểm nào là điểm bán đúng, điểm nào là điểm bán sai ha, và sau đó chúng ta sẽ có những cái quyết định nó rõ ràng hơn cho vấn đề mua bán. Rồi SKG thì thiên về điểm bán ha, mai rớt 16.55, chia tay với em nó luôn nha. Số Đông Kiên Giang mà bây giờ còn có mười mấy thôi à, hồi xưa mình nhớ đó nhiều tiền lắm mà chia chác gì rồi 25 còn ở thằng này. À, tiếp theo chúng ta đến với Techcombank là điểm bán ha, Techcombank điểm bán. Điểm bán Techcombank thì cũng không đẹp mà tiếp tục giữ với lại Techcombank. Hiện tại chưa thấy điểm bán ha. Techcombank là trong phiên nó có nhúng vô trong mây, nhúng ra nhúng vô trong mây cái là nó tạo ra điểm bán. Techcombank tiếp tục nắm giữ nha. Rồi cổ phiếu tiếp theo là VCB. VCB thì nó cho điểm bán là cũng đúng ha. Cho điểm bán là đúng rồi đó. Chúng ta có thể bán à, chứ trường hợp này của VCB chúng ta thấy là có hỗ trợ 54.7, nhưng mà khi mà nó ở trên đi xuống thì những cái điểm hỗ trợ mình lại không quan trọng lắm ha. Nếu có đủ điều kiện bán chúng ta cứ bán đi, rồi chúng ta sẽ mua sau. Ở đây chúng ta cho bán từ từ 2 ngày trước rồi cho bán mất tiêu rồi, chứ không phải ngày hôm nay nữa ha. Ok, thấy VCB ra tin tốt cái bắt đầu là nó đạp hàng ra. OGC tiếp theo, OGC ở OGC bán đi ha, OGC về sao mua được nữa. OGC điểm bán nó có từ đâu, đợi thỏa nào trên đây là đã có điểm bán rồi, sau đó làm một loạt la farm bán, tới đây nó xanh được cây là bán ha. Thật ra có điểm bán lâu rồi, cái này mở lộn đồ thị ha. Mở lại cái VCB này nha, nãy lộn đồ thị giờ nãy coi lộn đồ giờ không ta, chết rồi. Nhưng mà cũng đúng rồi, giờ nó cũng đúng bình thường. VCB thì hiện tại chúng ta vẫn có thể nắm giữ VCB nha, VCB chưa cần bán đâu, CB cũng chưa cần bán. Nếu như ngày mai mà nó lấy lại được cái trên đây thì chúng ta giữ, còn nếu mà nó không lấy lại được thì chúng ta bán cũng được. 55.4 khu vực này nó cần phải quay lên lại. Tiếp theo là OGC. OGC thì chúng ta thấy là bắt đầu nhúng vô mây, tuy nhiên thì chỗ này nó sẽ bật lại. Trong quá trình nó bật lại, các anh chị em quan sát, nếu như nó không thỏa được điều kiện hay này kia một thứ thì chúng ta có thể cắt với nó. Còn về trend thì mình thấy nó đã có những cái dấu hiệu bắt đầu xâm lấn vô trend rồi ha, cái trend của nó chuẩn bị nó mất rồi. Bây giờ chúng ta phải nên cẩn thận, ở dưới đây cho những cái tiêu chí là bán rồi đó nha. Rồi cuối cùng là VND, điểm bán VND. Bán VND thì nó cho bán được trên đây rồi, mà bây giờ chúng ta để đây mới bán thì nó cũng hơi hơi ấy chút hả, hơi trễ. Thì khúc này để mà bán VND thì nó cũng không hợp lý lắm, mà nếu trong trường hợp nó mất cái khu vực này ha, giảm giá khu vực này bán luôn. Rồi 15.9, mất 15.9, đóng cửa dưới 15.9 chúng ta xử lý. Rồi xong rồi đó. Chúng ta thấy là mình gắn cái biểu đồ tâm lý chỗ này cái cho mấy bạn coi ha. Bỏ cái này đi. Chúng ta thấy là đây là VN Index ha. Thì những ngày trước VN Index á, mà nằm dưới đây thì mấy bạn thấy là cái sự tiêu cực của thị trường cũng như này kia một thứ làm cho các bạn rất là tiêu cực, và nghĩ thị trường nó sẽ mất rồi nó sẽ tiếp tục giảm này kia một thứ. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì bây giờ nó lên tới đây rồi thì các bạn đang nhìn thấy là nó đang có những cái sự tích cực, rồi nó có những cái sự gọi là cảm giác như là thị trường nó đang tốt dần lên này kia một thứ ha. Như vậy chúng ta đang đang có thấy được nhiều cái điều tích cực nó xảy ra. Tâm lý thị trường chứng khoán là như vậy đó. Nhưng mấy ngày trước thì muốn nghỉ thì chơi thị trường chứng khoán, nhưng mà khi nó quay lại tới ngày hôm nay thì có rất nhiều người đang mua mua cổ phiếu, rất nhiều người đang mua cổ phiếu lại.
Và để kiếm tiền thì chúng ta trong những lúc mà hoảng sợ chúng ta mua, thì bây giờ chúng ta đã có những cái lợi nhuận rồi ha. Nhưng mà thật ra là để mà làm được điều này thì chúng ta phải có những kinh nghiệm cũng như là những sự mất mát đau thương thì bắt đầu chúng ta mới có thể nhận ra được. Thì tuy nhiên thì chúng ta sẽ đã đang coi chương trình này thì Hiệp sẽ có cái công tác là hỗ trợ tất cả các anh chị để làm sao có thể là có nhận định được những cái điểm mà có thể mua bán. Thì thật ra Hiệp cũng mới hoàn thiện bản thân gần đây thôi. Thì đợt vừa rồi là trong cái lúc giảm này nè, thì Hiệp có cho tất cả các anh chị em trong trong khách hàng của mình đó là cho mua mua test. Và thật ra mua test là nó cũng tương đối thành công. Mua mấy cổ phiếu thì nó chỉ fail một con thôi, còn mấy con khác là ok. Hiện tại bây giờ cho tới ngày hôm nay thì bắt đầu nó quay lại, nó cho những cái điểm tương đối là có lợi nhuận ha. Nhưng mà mua test thì mua rất ít thôi, mua 10 cổ, 100 cổ, 1000 cổ tùy theo tài khoản thôi, chứ không mua nhiều ha, mua test thôi. Và những cái đợt sau khi mà nó có những cái chỗ giống như vậy thì chúng ta đừng hỏi lý do tại sao thị trường như này, thị trường như kia. Nhưng mà khi mà nó có những cái dấu hiệu nó quay lại, tức là mình cũng không thể mua được những cái cây như này, chúng ta phải mua những cây như này có dấu hiệu xanh, chúng ta mua thì chúng ta sẽ đạt được những cái tín hiệu nó rõ ràng hơn. Và anh chị chúng ta tiếp tục rút kinh nghiệm thôi. Thì đợt trước mình giữ trên đây mình không bán, nó xuống ở đây cũng có nói chung ảnh hưởng tới một số tất cả anh chị đau xuống dưới khu vực này, hai cây này mình mới bán ra. Khi mà nó gãy trên thì mình mới bán, thì nó cũng thứ nhất là mất lợi nhuận, cái thứ hai là nó sẽ ảnh hưởng tới tài khoản của một số các khách hàng. Và mình sẽ cố gắng là chỉnh sửa cũng như là cố gắng hoàn thiện bản thân hơn để có thể đưa ra cái nhận định nó chính xác hơn, chứ không có đặt niềm tin vô thị trường nó quá lớn ha. Như vậy thì thị trường theo mình nhận định thì chúng ta vẫn còn có thời gian để có thể chơi thêm một đợt nữa trước khi chúng ta nghỉ Tết. Như vậy thì tất cả các anh chị em cũng có thể là canh những cái lúc mà thị trường đó, là mà nó đỏ chúng ta có thể mua ha, có thể mua, đặc biệt là ngày mai này mình nghĩ là chắc cũng có sắc đỏ đó ha. Ok, xin còn một số tất cả các anh chị em á, mà bữa giờ mà nhắn cho mình á, ở các kênh như Skype, Zalo, điện thoại này kia ha, thì Viber này kia, thì mấy anh chị nhắn cho mình qua Skype thì qua Facebook thì mình mới add được nha. Tại hôm bữa mình kêu mình có một số room để dành cho khách hàng á, dành cho khách hàng để mình chăm năm 2019 coi nó có ra được cái gì không á. Thì có cho tất cả các anh chị không phải là môi giới ha, tại môi giới vô mất công lắm, rồi nó loạn tùm lum lên hết. Thì chỉ có làm room kín mà có một số anh em thôi, một số người thôi. Thì những người mà đang coi chương trình mình, ai là khách hàng mà muốn có thêm được cái thông tin đó thì đây hiện tại mình làm miễn phí mà, đâu có làm tính phí gì đâu. Thì vô trong room file cái bắt đầu mình sẽ chăm chăm tất cả các anh chị lại ha, chăm lại cho nó béo ra lại. Rồi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ha. Xin cảm ơn đã chịu khó bỏ thời gian lắng nghe và theo dõi. Chúc cho mọi người có một buổi chiều vui vẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.